chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật của kênh YouTube Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Mời quý vị theo dõi. Bầu cử Pháp, Thủ tướng Attal tuyên bố sẽ từ chức. Thủ tướng Pháp Gabriel Attal cho biết ông sẽ đệ đơn từ chức lên Tổng thống Emmanuel Macron vào ngày 8 tháng 7 sau khi liên minh của ông không giành được đa số ghế trong cuộc bầu cử quốc hội. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Attal, trở thành thủ tướng là vinh dự của đời tôi, nhưng vì liên minh của Tổng thống Macron không giành được đa số ghế nên tôi sẽ đệ đơn từ chức. Nếu việc tôi từ chức không được chấp thuận, tôi sẵn sàng tiếp tục tại vị. Theo Điện Elysee, Tổng thống Macron sẽ đợi cho đến khi quốc hội mới được thành lập trước khi đưa ra các quyết định cần thiết, nghĩa là ông Attal có thể giữ chức thủ tướng trong những ngày và tuần tới. Kết quả dự kiến cho thấy, liên minh của Tổng thống Macron sẽ giành được từ 150 đến 170 ghế và bị liên minh cánh tả mặt trận nhân dân mới MPF vượt qua. Tuy nhiên, liên minh của Tổng thống Macron vẫn giữ vị trí thứ hai trước đảng cực hữu tập hợp quốc gia AN. Hãng tin Reuters nhận định cuộc bầu cử sẽ khiến Quốc hội Pháp bị chia thành 3 nhóm lớn, cánh tả, trung dung và cực hữu, với những quan điểm cực kỳ khác nhau và không có truyền thống làm việc cùng nhau. Kết quả dự kiến được xem là một bước thụt lùi đối với đảng AN của bà Marine Le Pen khi các cuộc thăm dò dư luận đã dự đoán họ sẽ là đảng lớn nhất nhưng sau cùng chỉ đứng thứ 3. Đây cũng là một đòn giáng mạnh vào Tổng thống Macron, người đã kêu gọi bỏ phiếu sau khi bị đánh bại trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu vào tháng trước. Nhà lãnh đạo cánh tả Jean-Luc Mélenchon nói, ý chí của người dân phải được tôn trọng, Tổng thống phải mời liên minh MPF cầm quyền. Theo công ty nghiên cứu Ipsos, AN sẽ giành được 120 đến 134 ghế và các đồng minh của họ là 14 đến 18 ghế trong tổng số 577 ghế tại Quốc hội. Tổ chức thăm dò Elite dự đoán AN và các đồng minh sẽ giành chiến thắng với số ghế 136 đến 144. Trong phản ứng đầu tiên, lãnh đạo AN Jordan Bardella gọi sự hợp tác giữa các lực lượng chống đảng này, được gọi là mặt trận Cộng hòa, là một liên minh đáng hổ thẹn mà ông cho rằng sẽ làm tê liệt nước Pháp. Bà Le Pen, người sẽ là ứng cử viên của AN trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2027, tuyên bố cuộc bỏ phiếu ngày 7 tháng 7. Trong đó, AN đạt được những thắng lợi lớn so với các cuộc bầu cử trước, đã gieo hạt giống cho tương lai. Chiến thắng của chúng ta chỉ đơn thuần là bị trì hoãn thôi, bà Le Pen trấn an. Trong khi đó, ở một diễn biến liên quan, ông Jordan Bardella, 28 tuổi, giúp đảng tập hợp quốc gia AN cực hữu của Pháp có được cơ hội quyền lực thực sự đầu tiên. Ông Bardella là gương mặt trẻ đang nổi lên nhanh chóng của AN trong bối cảnh đảng này tìm cách mở rộng tầm ảnh hưởng trong những năm gần đây. Ông Bardella được xem là canh bạc của lãnh đạo AN Marine Le Pen, người tìm cách thổi làn sinh khí mới vào AN khi quyết định đề cử ông làm ứng viên chính cho tấm vé bầu cử châu Âu của AN vào năm 2019. Ông Bardella khi đó chỉ mới 23 tuổi và là một cái tên lạ lẫm trong chính trường Pháp, hiện là chủ tịch của AN. Ông Bardella sẽ trở thành thủ tướng trẻ tuổi nhất của Pháp nếu AN giành thế đa số tuyệt đối trong cuộc bầu cử quốc hội vòng 2 vào ngày 7 tháng 7. Trong chiến dịch tranh cử, ông Bardella cam kết giảm nhập cư thông qua việc tăng cường trục xuất và kiểm soát biên giới. Ông cũng kêu gọi cắt giảm phúc lợi cho những gia đình có thanh thiếu niên phạm tội hàng loạt. Các cuộc thăm dò cho thấy AN nhiều khả năng giành phần lớn phiếu bầu và ông Bardella được nhiều người xem là thủ tướng tiềm năng trong tương lai nếu AN nắm quyền. Lớn lên tại khu vực Saint-Denis, nghèo khó và đa sắc tộc ở phía bắc của thủ đô Paris, ông Bardella cho biết những trải nghiệm về cuộc sống của một cậu bé chỉ có mẹ bên cạnh đã thôi thúc ông tham gia chính trường. Theo Reuters, ông gia nhập đội ngũ trẻ của AN khi còn là một thiếu niên. Ông Bardella gặp bà Le Pen lần đầu vào khoảng thời gian ông hẹn hò với con gái của ông Frédéric Chatillon, một nhân vật cực hữu có quan hệ mật thiết với AN. Ông Bardella sau đó cũng hẹn hò với cháu gái của bà Le Pen. Ông nhanh chóng thăng tiến trong hàng ngũ AN. Bà Le Pen đã đưa ông Bardella vào nhóm vận động tranh cử của bà vào năm 2017, 2 năm sau khi bà bắt đầu tái định hình AN. Pháp, căng thẳng giữa các đảng phái. Trước ngày bỏ phiếu quốc hội vòng 2, chiến dịch vận động tranh cử ở Pháp tạm dừng một ngày, song không vì thế mà tình hình dịu bớt. Thăm dò dư luận mới nhất vào ngày 5 tháng 7 do hai hãng Ipsos và Ifop thực hiện cho thấy đảng tập hợp quốc gia, RN, của thủ lĩnh cực hữu Marine Le Pen nhiều khả năng giành được 170 trên 210 ghế quốc hội, cách khá xa so với con số 289 ghế cần thiết để giành thế đa số tuyệt đối và tự thành lập chính phủ. Trong khi đó, Liên minh cánh tả mặt trận nhân dân mới, NFP, bám sát phía sau, với dự báo giành được 145 đến 175 ghế. Tuy RN khó giành được thế đa số tuyệt đối, song ván cược tổ chức bầu cử quốc hội chấp nhoáng của Tổng thống Emmanuel Macron cũng không được như ý.
Liên minh Trung Dung cùng nhau của ông được dự báo chỉ giành khoảng 118 đến 148 ghế, hao hụt đáng kể so với 250 ghế mà họ nắm giữ trong quốc hội sắp mãn nhiệm. Như vậy, 3 năm còn lại trong nhiệm kỳ của Tổng thống Macron, đến tháng 4 năm 2027 sẽ gặp nhiều khó khăn khi ông phải chia sẻ quyền lực với các đối thủ chính trị. Những kết quả thăm dò kể trên khiến cử tri Pháp lẫn giới chuyên gia và các đồng minh của Pháp ở châu Âu không thể dự đoán bên nào có thể thành lập và dẫn dắt chính phủ mới. Song nhiều khả năng RN sẽ trở thành đảng lớn nhất trong quốc hội. Chúng tôi lo sợ kịch bản đó, cô Amel, nhà trị liệu 34 tuổi, nói với kênh CNBC. Cô dự định bỏ phiếu cho NFP. RN bác bỏ cái nhãn cực đoan mà nhiều người gắn cho họ, đồng thời khẳng định họ đại diện cho các giá trị, văn hóa và công dân Pháp. Tuy nhiên, những người chỉ trích RN cảnh báo Pháp sẽ trên bờ vực thảm họa chính trị nếu một đảng chống nhập cư, theo chủ nghĩa dân tộc và hoài nghi châu Âu như RN giành được thế đa số. Để ngăn cản RN bằng mọi giá, nhất là sau kết quả vòng 1, RN giành 33% số phiếu, NFP chiếm 28% và cùng nhau chỉ được 20%, các đảng trung hữu và cánh tả đang bắt tay tạo thành mặt trận Cộng Hòa. Họ rút hơn 200 ứng cử viên khỏi vòng bỏ phiếu thứ hai để tránh cảnh xé lẻ số phiếu, theo báo The Guardian. Chưa rõ chiến thuật này hiệu quả đến đâu, song bà Le Pen chỉ trích đây là động thái nhằm đánh cắp chiến thắng và đi ngược lại ý chí của người dân. Giống như các đảng cực hữu khác ở châu Âu, RN đào sâu vào các mối bất an của cử tri liên quan đến tình hình tội phạm, nhập cư, bản sắc quốc gia và bất ổn kinh tế. Nhà lãnh đạo 28 tuổi của RN, ông Jordan Bardella, đang đứng trước cơ hội trở thành thủ tướng trẻ tuổi nhất của Pháp. Ông khẳng định sẽ lập lại trật tự trong nước, đồng thời tuyên bố ủng hộ NATO và tiếp tục gửi vũ khí cho Ukraine, nhưng không đưa bộ binh đến đây như đề xuất của ông Macron. Trước kịch bản Pháp khó thành lập chính phủ mới trong bối cảnh chỉ còn vài tuần nữa sẽ diễn ra Thế vận hội ở thủ đô Paris, Thủ tướng Gabriel Attal nhấn mạnh chính phủ hiện nay sẽ giữ vai trò tạm quyền đến khi nào còn cần thiết. Cũng chưa rõ nước Pháp sẽ phản ứng ra sao trước kết quả bầu cử. Bộ Nội vụ Pháp cho biết đã sẵn sàng điều động khoảng 30.000 cảnh sát trên cả nước vào đêm ngày 7 tháng 7, bao gồm 5.000 cảnh sát ở thủ đô Paris và các vùng phụ cận, do lo sợ bạo lực bùng phát. Lo ngại này không thừa bởi nước Pháp không lạ gì với các cuộc biểu tình biến thành đụng độ những năm gần đây. Chỉ trong 4 tuần tranh cử vừa qua đã có hơn 50 ứng cử viên và nhà hoạt động chính trị bị hành hung, kèm theo hơn 30 vụ bắt giữ khắp đất nước, theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Gerald Damanin. Các cuộc thăm dò cho thấy đảng cực hữu National Rally, Tập hợp Quốc gia, RN, của bà Marine Le Pen đã giành được chiến thắng trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử Quốc hội Pháp hôm 30 tháng 6. Tuy nhiên, theo Reuters, kết quả bầu cử cuối cùng sẽ phụ thuộc vào những ngày tới. Các cuộc thăm dò từ Ipsos, Ifop, Opinion Way và Elab cho thấy RN được cho là đã giành được khoảng 34% số phiếu bầu. Đây được xem là một thất bại lớn đối với Tổng thống Emmanuel Macron sau khi ông kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử nhanh chóng. Bà Le Pen nói với đám đông cổ vũ tại khu vực bầu cử Hénin-Beaumont, miền Bắc nước Pháp, người Pháp đã sẵn sàng sang trang. Trước đây, các đảng trung hữu và trung tả đã hợp tác để ngăn RN nắm quyền nhưng hiện vấp phải sự khó khăn hơn bao giờ hết. Tỷ lệ phiếu bầu của RN cao hơn các đối thủ cánh tả và trung dung, bao gồm cả liên minh Together cùng nhau của ông Macron. Liên minh này được cho là đã giành được 20,5% âm 23% số phiếu bầu. Trong khi đó, liên minh cánh tả mặt trận nhân dân mới, NFP, được dự đoán sẽ giành được khoảng 29% số phiếu bầu. RN đạt được kết quả khả quan trong bối cảnh cử tri không hài lòng với ông Macron, chi phí sinh hoạt cao và mối lo ngại ngày càng tăng về vấn đề nhập cư. Nếu không có ứng cử viên nào đạt 50% số phiếu bầu ở vòng đầu tiên, hai ứng cử viên hàng đầu sẽ tự động đủ điều kiện vào vòng 2 cũng như tất cả những người nhận được sự ủng hộ của 12,5% số cử tri đã đăng ký tham gia bỏ phiếu. Ở vòng 2, ai giành được nhiều phiếu bầu nhất sẽ thắng khu vực bầu cử. Reuters cho biết tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu hôm 30 tháng 6 đạt mức cao. Giám đốc nghiên cứu của Ipsos Frank Matthew Gallat cho hay vào lúc 15 giờ ngày 30 tháng 6, giờ GMT, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là gần 60% so với 39,42% cách đây 2 năm. Trong khi đó, ông Macron đã kêu gọi cử tri ủng hộ các ứng cử viên Cộng hòa và Dân chủ.
Các nhà lãnh đạo chính trị thuộc phe trung tả và cực tả đều yêu cầu các ứng cử viên đứng thứ ba của họ bỏ cuộc. Jordan Bardella, chủ tịch của RN, 28 tuổi, cho biết ông sẵn sàng trở thành thủ tướng nếu đảng của ông giành được đa số phiếu bầu. Tại quảng trường Republic ở Paris, vài nghìn người biểu tình chống RN đã tập trung và bày tỏ ý kiến. Najia Khadi, một giáo viên 33 tuổi, nói rằng cô cảm thấy buồn bã và sợ hãi trước kết quả tốt của RN. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế nổi bật trong ngày qua của Báo Người Lao Động. Đừng quên theo dõi kênh YouTube Báo Người Lao Động. Chúng tôi còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị!